Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thì Quốc Võ cũng đã hoàn thành xong cái đêm chung kết của cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho Chứng Minh Áo Trắng rồi. Thì đã có người giải nhất, giải nhì, giải ba rồi đó. Tất cả đều hoàn thành một cách tốt đẹp. Thì đêm qua cũng là một đêm thật sự rất thú vị. Hôm nay thì Quốc Võ cũng chưa có phải là rảnh rỗi nữa. Bây giờ bắt đầu là để chuẩn bị cho cái ngày ra mắt phim vào ngày 28 tháng 10 năm nay. Phim Kiếp Giang Hồ đó. Thì cũng khá là bận rộn cho cái dự án này nữa. Thì đến sau ngày 28 thì bắt đầu rảnh rỗi, thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu sẽ làm lại cái YouTube để cho nó đàng hoàng. Chứ bữa giờ là Quốc Võ cũng bỏ bê mấy kênh YouTube của mình, không có cập nhật thông tin mới, làm cho mọi người càng ngày giống như là quên mình luôn á. Thì hôm nay thì Quốc Võ tình cờ lại xem trên kênh của anh Phú Bích TV, thấy một clip khi mà cái đám tang của Phi Nhung, thì có một cái cô đó cổ cầm cái bảng phía trước mà viết chữ bị sai chính tả tùm lum hết, là nói rằng là đã đảo Hồ Văn Cường. Và cái điều này nó gây một cái sự phải nói là khó chịu cho những người xung quanh, thậm chí là Quốc Võ là người mới coi đây mà không phải có mặt từ đó, mới coi cho clip thôi đã thấy rất là khó chịu rồi, chứ đừng nói là những người mà có mặt ở đó. Bởi vì thứ nhất rằng là cái đó là một cái nơi trang nghiêm, một cái ngôi chùa đã đang làm một cái lễ tang rất là trang trọng cho cố ca sĩ Phi Nhung, mà tự nhiên đem một cái bảng tới đề. Thì nói chung là những cái người mà viết lên cái bảng này, mình nghĩ rằng là không có học thức nhiều, bởi vì là viết sai chính tả. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy nó sai tùm lum hết đó. Rồi tới đó là để nói những cái lời nó không được hoa mỹ trước cái chánh điện của chùa, thì cái điều này là cái điều không nên. Trong thời điểm này quý vị biết rằng là Hồ Văn Cường thật sự chỉ mới có 18 tuổi thôi, cái tuổi cũng là mới lớn thôi, chưa có trưởng thành, chưa có bước ra đời, tức là còn ghế nhà trường, chưa ra ngoài đời nhiều cho nên chưa có hiểu chuyện, cũng không có mà nói năng hoạt bát lanh lẹ giống như những trẻ khác. Nhưng mà bị cộng đồng mạng tấn công như thế thì cái điều thật sự rằng mình rất lo lắng. Tại vì bản thân Quốc Võ cũng là trải qua tuổi ấu thơ không có cần cha mẹ, cho nên là cũng có khá là nhiều điều mình phải tự vươn lên bằng bản thân của mình. Vì vậy cho nên mình bản lãnh hơn rất là nhiều so với những đứa trẻ mà nó có cha các mẹ và được nuông chiều nhiều á. Và thật sự cái trường đời nó dạy cho mình nhiều thứ lắm. Nếu mà một đứa trẻ mà các bạn là con các bạn cho tiếp xúc với lại cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, để nó va chạm nhiều hơn, có những cái lớp huấn luyện đó, tự lập á, thì các bạn cho con đi học để cho là biết thêm về cái cách mà có thể là tự mưu sinh á như thế nào, thì con sẽ hiểu thêm và có thể là đủ bản lãnh để sau này cứ lỡ khi có những cái vấp ngã va chạm trên đường đời, những khó khăn mà trải qua đó, thì con sẽ có đủ bản lãnh để vượt qua, chứ nếu không á thì cũng là khó. Quốc Võ quay lại cái câu chuyện của Hồ Văn Cường thì thật sự là mình thấy cũng rất là bức xúc về câu chuyện này. Cái vấn đề ở chỗ là em đã còn một đứa trẻ cũng là mới lớn thôi, nhưng mà bị tấn công từ nhiều phía. Cái vấn đề này sẽ dễ gây ra cái sự trầm cảm và nghĩ quẩn ở trong một đứa trẻ. Cho nên á, thời buổi này, trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Đám tang của Phi Nhung cũng vừa mới xong thôi, chưa ra ra đó, thì bây giờ là bên phía của Quốc Võ sẽ phân tích cái vấn đề về cái người quản lý của ca sĩ Phi Nhung sao, khi mà có những cái vấn đề về trả tiền cho Hồ Văn Cường hoặc là tranh chấp gì, những cái vấn đề gì đó đó. Rồi Hồ Văn Cường bây giờ đã ra ngoài và chúng ta cũng chưa biết là Hồ Văn Cường đi về đâu, thuê nhà chỗ nào thì chúng ta chưa biết. Cái vấn đề này cũng có sẽ tìm hiểu và sẽ làm những clip khác. Nhưng mà hôm nay là chỉ nói về cái vấn đề của cái người phụ nữ đứng trước cổng chùa
để viết một cái bản đề chữ là đã đảo Huyền Cường. Tôi Huyền Cường đâu có tội lỗi gì đâu mà đã đảo nữa. Sao nghe cái từ từ đã đảo này sao giống cái từ mà đã đảo để quốc Mỹ quá. Thật sự thì cái này là không nên. Bởi vì đây chỉ là đứa trẻ thôi, tụi nó chả có tội lỗi gì trong vấn đề này cả. Không có mắc mớ gì là phải là làm cái như thế, làm cho cái mất mặt đi cái bộ mặt của người Việt tại hải ngoại. California, Nam California là một cái nơi là rất là nhiều người Việt Nam sinh sống. Và chúng ta phải làm sao để cho cái người Việt ở trong nước họ họ phải là coi như là nở mặt nở mày khi mà có những cái người mà ở ở ở ngoài nước họ phấn đấu, họ vững vàng, họ thành ra một cái một cộng đồng người Việt mạnh ở trên nước Mỹ. Bởi vì đây là quê thứ hai thì thật sự á, là những ngày mà mới năm 75 qua sau này các chú bác mà kể lại đó, thì ở đây chỉ là một cái vườn cam thôi, cho nên tôi gọi là quận cam đó, không có gì hết á. Nhưng mà càng ngày thì người Việt Nam càng phát triển, mở rộng ra và có rất là nhiều những người ăn học thành tài. Các cô chú bác đi trước đã nỗ lực rất là nhiều, làm việc lao động mệt nhọc, lao động tay chân, giống như làm tất cả những cái ngành nghề để coi như là nuôi nấng dạy dỗ con của họ lớn lên, và sau này họ những đứa con đó trở thành là bác sĩ, kỹ sư, luật sư vân vân, hoặc là những nhà kinh doanh vân vân. Từ đến thời điểm này là các bạn biết rằng nếu như mà những người nào đang ở Mỹ hoặc là những người nào mà ở Việt Nam du lịch qua Mỹ thường xuyên hoặc là coi ở trên những cái phương tiện thông tin đại chúng đó, thì sẽ thấy được rằng là cái nền tảng vững chắc mà của cái người Việt đang sống tại Mỹ họ xây dựng như thế nào. Của Phúc Võ cũng rất là tự hào về điều đó, khi mình là cũng là một trong những người Việt đang sống tại California. Cho nên là làm sao để cho người ở nước hoặc là người ở những nước khác họ phải là nể mình, chứ đừng có là có những thái độ đó thì đôi khi là nó không hay chút nào cả, phải không ạ? Mà không chỉ quốc võ đâu, nhưng mà các bạn sẽ thấy được những cái người xung quanh họ như thế nào. Bây giờ thì nói chung là quốc võ cũng mời các bạn xem thử một cái đoạn clip ngắn thôi. Thì quốc võ xin phép anh Phú Bình Sa là quay lại trên màn hình thôi một cái đoạn đoạn ngắn để cho xem là như là cái người này họ thái độ như thế nào ha. Đó, mình nghĩ rằng là những cái vấn đề này cần phải lên án và trong tương lai sẽ không có xảy ra vấn đề này nữa. Còn bây giờ thì coi như là quốc võ cũng mong rằng là bên phía của cộng đồng mạng để cho em hội cười hơn cường được yên, chứ mà cứ mà tấn công cái kiểu này thì không khá. Tại vì khi một đứa trẻ mới lớn mà nó bị những cái vấn đề này thì nó sẽ nghĩ tới nghĩ quẩn á, làm những chuyện mà nó không đúng á, thì chúng ta sẽ hối hận đó. Rồi bây giờ mời các bạn cùng hãy xem cái clip của gọi nha. Bà thì mới cầm cái bảng hiệu đã đảo Hồ Văn Cường nè các bạn, tên là Hồng Phạm gì đây nè, đứng trước chùa Hải Quan các bạn thấy không, xuất hiện một người đàn bà lạ mặt, chỉ có một mình người này thôi cầm một cái bảng. Bà này tên là Hồng Phạm, cầm tấm bảng đây là đã đảo Hồ Văn Cường, dông ơn bạc nghĩa vậy đó. Đó, nói là chúc Phi Dung sớm siêu thoát mà giết sai chính tả rồi tùm lum hết á, lên tiếng rồi chửi bới này nọ, không giống ai hết. Nói chung là gây phản cảm rất là nhiều so với lại cái sự trang trọng của cái buổi lễ tang của Phi Nhung.
làm cho những người khác xung quanh rất là bất bình. Mấy bạn thấy không? Đó là cái người đàn bà này nữa nói rằng là cái chết của Phi Nhung là liên quan tới hai người bác sĩ nào ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Đó, cái này là một cái điều coi như là vu khống, không có bằng chứng, rất 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 là nguy hiểm. Đó để cho các bạn thấy. Đó, các bạn thấy rõ ràng sau khi mình xem xong thì mình thấy sao? Có những sự mà bất bình không? Thôi thì Quốc Võ sẽ xin tạm dừng cái clip ở đây và xin chúc cho mọi người một ngày thật là tốt lành. Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nếu một cái thời gian rảnh. Chúc cho mọi người một ngày thật là an vui hạnh phúc nha. Ok, I love you cả nha.